tại hai ba chiếc Trung Quốc ở lượt trận vừa rồi, đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận thua thứ ba liên tiếp tại vòng loại thứ ba khu vực châu Á của World Cup 2022. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện Park Hang-seo đã chính thức rơi xuống vị trí cuối cùng tại bảng B khi chưa có được điểm nào sau 3 lượt trận. Tuy vậy thì với khoảng cách 3 điểm so với đội đứng thứ ba, cơ hội cạnh tranh là vẫn còn. Thế nhưng ở hiện tại ngoài vấn đề chuyên môn, tâm lý chắc chắn cũng đã có những ảnh hưởng nhất định đến ban huấn luyện cũng như các cầu thủ sau chuỗi trận với kết quả không tốt vừa rồi và cuộc đụng độ với Oman tới đây nguy cơ những yếu tố bất lợi đó tác động đến kết quả của trận đấu là rất lớn, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vẫn tiếp tục phải chinh chiến tại vùng vịnh. Xét về thực lực khoảng cách 17 bậc trên bảng xếp hạng FIFA cũng đã cho thấy những chênh lệch nhất định giữa hai đội mà phần thiệt đang thuộc về đại diện Đông Nam Á. Bên cạnh đó đang có vấn đề trong cách sử dụng nhân sự bên phía đội tuyển Việt Nam. Cùng với đó là việc thiếu những đổi mới trong lối chơi khiến thầy trò huấn viên Park Hang-seo ngày càng dễ bị bắt bài. Hơn nữa trong đợt tập trung tháng 10 này, đội tuyển Việt Nam cũng không có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh nhiều kinh nghiệm được trọng hoàng. Đến sau cuộc đụng độ với Trung Quốc vừa rồi, một số trụ cột cũng đã có dấu hiệu đau nhẹ như đội trưởng Quế Ngọc Hải hay tiền vệ Tuấn Anh, nên lực lượng của đại diện Đông Nam Á ở trận đấu tới đây tiếp tục là một mối lo ngại lớn. Ở phía bên kia chiến tuyến mặc dù cũng mới chỉ có được 3 điểm sau so 3 lượt trận và đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, thế nhưng rõ ràng màn trình diễn của Oman sau những trận đấu vừa rồi được đánh giá là tích cực hơn nhiều so với Việt Nam, bởi lại có một thực tế là đội bóng này cũng không được đánh giá quá cao tại bảng đấu. Trở lại với cuộc đụng độ sắp tới, việc được chơi trên sân nhà cũng là một lợi thế rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Kovic. Nên nhớ tại tổ ấm của mình, họ đã có tới 8 chiến thắng và chỉ để thua một ở 10 trận đấu gần đây. Trong quá khứ, cũng trên sân nhà Oma từng là đả bại Việt Nam tới 6-0 tại vòng loại Asian Cup 2004. Vì vậy mà không chỉ chuyên môn, sự tự tin cũng là điều mà đại diện Tây Á đang có được. Không chỉ có thể trên sàn giao dịch châu Á sự ủng hộ cũng được hướng tới đội chủ nhà. Khi nhà cái xếp họ ở kèo chấp 3 tư. Đây được đánh giá là mức chấp thể hiện được vị thế của thầy trò huấn viên Ivakovic so với vị khách đến từ Đông Nam Á. Và với điểm ăn đang sự khá thấp cùng với sự tranh lệch so với phía mã đối diện, Oman xứng đáng là cái tên để trông đợi ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác, mặc dù đang chiếm ưu thế về nhiều mặt, thế nhưng với lối chơi thiên về sự chắc chắn sẽ khó trông đợi vào một thế trận tấn công phóng khoáng từ phía Oman. Còn với Việt Nam ở thế làm khách trên sân nhà của đối thủ mạnh, lối chơi chặt chẽ thường thế sẽ là ưu tiên hàng đầu nên cũng khó có khả năng cho một thế trận bùng nổ. Với đặc điểm lối chơi của hai đội như vậy, rõ ràng đánh giá cho khả năng xuất hiện kịch bản tương bừng của trận đấu là rất thấp. Tuy nhiên trên thị trường mức kèo tài xỉu 2 1 phần tư mà nhà cái đưa ra đang được đánh giá là không đến nỗi nào so với những diễn biến từ thực tiễn. Điều đó đang giúp cho khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng của trận đấu. Vì vậy nên vẫn có hy vọng cho mốc trên ở phương diện này.